Đà Nẵng mời thầu thi công bến cảng Liên Chiểu. Ngày 22 tháng 10, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng cho biết đã phát hành hồ sơ trên hệ thống mạng mời thầu gói thầu thi công xây dựng công trình đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, phần cơ sở hạ tầng dùng chung. Theo đó, gói thầu có giá hơn 2.948 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời hạn thực hiện là 1.380 ngày. Bến cảng Liên Chiểu là một trong ba cảng biển nước sâu của Việt Nam, được quy hoạch là cảng biển đặc biệt với quy mô tiếp cận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 đến 8.000 TEU. Dự án này gồm hai hợp phần. Hợp phần A với kinh phí đầu tư trên 3.400 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương và thành phố với các hạng mục gồm đê, kè chắn sóng 1.170 m, luồng tàu, vũng quay tàu, hệ thống báo hiệu cho tàu đến 100.000 DWT. 6.000 đến 8.000 TEU, giao thông đường bộ kết nối đến cảng, hạ tầng cấp điện, cấp nước và công trình phụ trợ đồng bộ trên cổng cảng. Hợp phần B với tổng diện tích 44 hectare, quy mô 2 cầu cảng, 750 m, được kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân. Theo kế hoạch, năm 2022, dự án bến cảng Liên Chiểu được bố trí vốn đầu tư công 575 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến đây, dự án mới chỉ giải ngân đạt hơn 14 tỷ đồng, khoảng 2% kế hoạch vốn năm 2022.